Nhà đất Hằng Ni chuyên bán nhà phố với những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp cho cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng vị trí chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng, Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Hoàng Văn Thụ, ngay mặt tiền đường nha cả nhà. Vị trí phải nói là vô cùng đắc địa luôn rồi, ngay đối diện với công viên Hoàng Văn Thụ cũng như là sát bên sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng ta di chuyển chỉ khoảng chừng 3 đến 5 phút thôi. Tại đây thì địa chỉ của mình là mặt tiền đường Hoàng Văn Thụ, thuộc trung tâm phường 1 quận Tân Bình nha cả nhà. Để gửi khách hàng mình một căn góc hai mặt tiền đường đang được chính chủ gửi cho Hằng Ni đang giao bán nè cả nhà ơi. Đó, căn đang kinh doanh các quán cà phê nha. Và kế bên là Java cũng như là thương hiệu nước hoa cả nhà. Đó, kinh doanh mỹ phẩm, vị trí phải nói là vô cùng đắc địa luôn rồi. Tọa lạc tại trục đường Hoàng Văn Thụ, mặt tiền đường, xét bên trung tâm quận Phú Nhuận. Tại đây thì chúng ta di chuyển về trung tâm quận 1 chỉ khoảng 5 phút thôi. Vị trí phải nói là quá đẹp luôn nha. Một lát nữa Hằng Ni sẽ đi lại gần hơn để chúng ta cùng tham quan. Hiện tại thì em quay quang cảnh xung quanh để chúng ta cùng quan sát nha cả nhà. Căn gốc hai mặt tiền đường được gia chủ mình ngăn cách ra hai căn, đang cho thuê thu nhập 250 triệu một tháng lận. Đó, đối diện với công viên Hoàng Văn Thụ luôn. Kế bên mình nè, ngay góc Hoàng Văn Thụ với đường Phạm Văn Hai nha cả nhà. Ngay đối diện thì có một tòa nhà khách sạn, tòa nhà building, văn phòng công ty tại đây á. Đó, vị trí phải nói là vô cùng đắc địa luôn. Và em xin giới thiệu sơ lược về ngôi nhà. Ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu là căn góc hai mặt tiền đường, kế bên thêm một căn nữa đang ngăn cách làm hai căn, nhưng mà trên sổ của mình là một căn nha cả nhà. Hai căn như vậy là gia chủ mình đang cho thuê thu nhập mỗi tháng là 250 triệu. Với khuôn đất là tổng là ngang 13m, chiều sâu là 18,5m. Hướng Hoàng Văn Thụ của mình quay hướng này là thuộc hướng chính là hướng Bắc nha. Còn chúng ta quay ra mặt tiền phía Phạm Văn Hai là thuộc hướng chính là hướng Tây. Nếu mà tính nghiêng mỗi căn như vậy thì căn Trung Nguyên á cả nhà đang cho thuê nè, thì với diện tích chiều ngang là 8,5m, chiều sâu là 18m. Còn mà cái căn Java nè, căn này nè, để Hằng Ni xom lên nha. Căn này là ngang 4,5m, chiều sâu là 18,5. Nếu mà mình tính cái khoảng sân phía trước này nữa, cộng thêm 4m là sâu là 22,5 nha cả nhà. 4,5 nhân cho 22,5. Đó. Còn nếu mà tính tổng luôn thì khuôn đất của mình công nhận là 203m², chiều ngang là 13m, chiều sâu là 18,5m á. Đó, ngay mặt tiền đường luôn, vị trí phải nói là vô cùng đắc địa. Gia chủ thì đang gửi cho em với giá bán là 95 tỷ, giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Vị trí phải nói là quá đẹp luôn á, đối diện với công viên nè. Tha hồ đi tập thể dục thể thao, đi bộ cũng được luôn á, ngay trung tâm. Rất là sầm uất luôn rồi, tập trung nhà hàng, quán ăn, cơ sở giáo dục y tế, tòa nhà khách sạn, văn phòng, tòa nhà building. Tập trung rất là nhiều nhà hàng cũng như là ngân hàng, những cái thương hiệu nổi tiếng nè cả nhà ơi. Sát bên sân bay Tân Sơn Nhất luôn rồi nha, trục đường Hoàng Văn Thụ. Hằng Ni lia máy để chúng ta cùng xem. Hiện tại thì em đang quay vào lúc 5 giờ chiều rồi, cho nên là xe cộ hơi đông. Đợi em một tí nha và bắt đầu em sẽ di chuyển ra phía bên kia để chúng ta cùng xem nha cả nhà. Trong lúc xe cộ hơi đông một tí, khách hàng mình thông cảm cho em một xíu nha. Em đang lấy tiếng trực tiếp đó, cho nên mình tạm ngưng một tí nha. Ngay góc Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai nha cả nhà. Đối diện với tòa nhà căn hộ nè, căn hộ văn phòng bên trên đó. Và đặc biệt đó là nhà mình ngay góc hai mặt tiền đường, cho nên là phía trước có vỉa hè cây xanh, chúng ta để xe máy rất là thuận tiện luôn, thuận tiện để kinh doanh. Ngay Trung Nguyên Lauren nè, cũng như là kế bên là tòa nhà Java nha. Kết cấu của căn bên này là một trệt ba lầu, còn căn bên này là một trệt một lửng, ba lầu ban công sân thượng bên trên nữa, full mặt kính phía bên ngoài. Hiện tại thì căn gốc gia chủ đang cho thuê là 200 triệu một tháng, còn căn kế bên là 50 triệu một tháng á cả nhà. Tổng cho hai căn là 250 triệu một tháng nha. Đó. Để em đi lại gần hơn để chúng ta cùng xem. Đây. Phía trước thì mình có vỉa hè cũng như là lối để xe nè, rất là thuận tiện để kinh doanh luôn.
hơi ồn một tí, em lấy tiếng trực tiếp á, cho nên khách hàng mình thi xem thì thông cảm cho bên Hằng Ni nha. Gia chủ đang rao bán cho một cặp này với tổng thu nhập là 250 triệu một tháng. Giá gia chủ đang rao là 95 tỷ, giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và Hằng Ni xuất trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha cả nhà. Sổ hồng chính chủ, công chứng mua bán trong ngày luôn. View thì phải nói là quá đẹp luôn á. Và hiện tại thì bên trong đang kinh doanh, cho nên một lát nữa Hằng Ni sẽ chèn một đoạn ngắn bên trong để quý thầy mình cùng theo dõi nha. Nhưng mà chúng ta lại tham quan thực tế đi, để cảm nhận vị trí cũng như là khu vực tại đây. Đó, quá đẹp luôn cả nhà ơi, mặt tiền đường luôn nè. Ngay phía này là mặt tiền đường Phạm Văn Hai, ngay góc Hoàng Văn Thụ giao với đường Phạm Văn Hai nha. Đó, view ra khu chung cư căn hộ nè, cũng như là tòa nhà văn phòng luôn, quá sầm uất luôn. Nhà mặt tiền mà chúng ta có vỉa hè cũng như là cây xanh phía trước, trồng cây trồng hoa thì phải nói là quá tuyệt vời luôn á. Đó, và Hằng Ni đang có mặt tại bên trong không gian quán, nhìn ra mặt tiền đường Hoàng Văn Thụ phía trước nha. Đó, rất là thông thoáng luôn nè cả nhà. Và đặc biệt đó là hướng view Hoàng Văn Thụ của mình thuộc hướng chính là hướng Bắc, cho nên không có bị nắng vào buổi chiều đâu. Khoảng không gian khu vực tầng trệt cũng như là lầu 1, lầu 2, lầu 3 được gia chủ thiết kế là thông suốt, cho nên là cái không gian sử dụng của mình rất là rộng rãi luôn á. Hiện tại thì đang kinh doanh, cho nên em chỉ quay sơ lược bên trong thôi. Khách hàng mình quan tâm hãy alo cho Hằng Ni để chúng ta tham quan thực tế và thương lượng ngôi nhà trực tiếp chính chủ nhà với giá bán tốt nhất nha. Và tổng diện tích của quán cà phê với cửa hàng nước hoa Java cái bên đó, tổng là 203m2. Đang cho thuê thu nhập mỗi tháng như vậy là 200 triệu cho quán cà phê, 50 triệu cho cửa hàng mỹ phẩm nha cả nhà. Tổng 250 triệu mỗi tháng. Với khuôn đất là ngang 13, sâu là 18,5m. Giá bán cho căn này là 95 tỷ, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem, ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Khách hàng mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy alo cho em nha. Và em sâu chỗ khách hàng mình tìm đúng nhu cầu mình đang cần. Thôi và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.